tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hèn Nhê bất ngờ tiết lộ về cơ hội thoát nghèo khiến công chúng tò mò. Sau hơn 2 năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàng Vũ, Hờ Hèn Nhê nhận đóng phim đầu tay năm 78, Phát đạn của kẻ điên. Cô thừa nhận mình muốn thử sức diễn xuất, theo đuổi nghề diễn viên. Đây là tham vọng, là mục tiêu của tuổi trẻ. Cùng đoàn phim đi quay ở nhiều tỉnh thành dọc đất nước, người đẹp sẽ xa bạn trai trong một khoảng thời gian, thỉnh thoảng liên lạc với anh qua tin nhắn, điện thoại và những lúc không có cảnh quay. Dù vậy, cô không lo bạn trai sẽ giận. Hờ Hèn Nhê nói thường ngày cô không dành toàn bộ thời gian cho tình yêu mà muốn tập trung nhiều cho các dự án trong sự nghiệp. Đối với chuyện yêu và cưới, Hèn và bạn trai chưa có kế hoạch cụ thể. Cặp đôi có xuất phát điểm giống nhau, đều tự thân lập nghiệp, muốn nỗ lực phát triển bản thân và tiếp nhận nhiều cơ hội nghề nghiệp nhất có thể. Trong năm nay, cô nhận được 4 năm lời mời đóng phim, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch của Hèn bị đảo lộn. Đạo diễn Lương Đình Dũng, tác giả của phim 578 Phát đạn của kẻ điên tin rằng chừng nào chưa kết hôn, Hờ Hèn Nhê sẽ được trao nhiều cơ hội đắt giá trong điện ảnh. Hèn nói vui rằng đây là cơ hội thoát nghèo của mình, vì vậy cô sẽ tranh thủ thời cơ để xây dựng hình ảnh và kiếm tiền, tạm gác chuyện kết hôn sang một bên. Hờ Hèn Nhê chưa tiết lộ vai diễn cụ thể của mình. Cô chỉ cho biết nhân vật không đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp, nhưng có nhiều cảnh hành động. Thời gian dài trước ngày phim bấm máy, Hèn tích cực tập võ, lái mô tô. Với nền tảng boxing từ trước, cô bắt nhịp khá tốt nhưng cũng không tránh khỏi thương tích đầy mình. Ngày tập võ đầu tiên, Hờ Hèn Nhê thấy say mê. Sang ngày thứ hai, nhiệt huyết trong cô vẫn còn. Nhưng cô dần thấm thía vất vả. Những ngày kế tiếp, cơ thể cô ê ẩm bầm dập. Trải qua quá trình tập kiên trì, từ cảm giác lo sợ bị đánh trúng, cô dần cảm thấy đã mỗi lần bước vào phòng tập, thậm chí thêm cảm giác bị đau. Đóng phim, Hờ Hèn Nhê áp lực nhất là lời thoại. Đổi lại, cô được đạo diễn tạo tâm lý thoải mái để nhập vai, không ép cô phải học theo kiểu diễn của một ngôi sao nào. Với vai diễn đầu tay, Hờ Hèn Nhê khá lo lắng khi nghĩ đến việc soi mói với danh xưng hoa hậu đi đóng phim. Cô trải lòng, mọi người hay thiếu thiện cảm với việc mời một người đẹp, người nổi tiếng đi đóng phim, áp đặt rằng hoa hậu đóng phim thì không hay. Tôi nghĩ mình cần thay đổi suy nghĩ này. Nhưng tôi không thể thay đổi chỉ bằng cách khẳng định rằng tôi tự tin là tôi làm tốt. Tôi phải hết mình cho bộ phim, chứng minh sự nỗ lực trong suốt quá trình quay. Trong phim 578 Phát đạn của kẻ điên, Hờ Hèn Nhê đóng chung với siêu mẫu gốc Việt Jessica Minh Anh, nam vương quốc tế Ngọc Tình, võ sư Tuấn Hạc, đô vật Hà Quang Hiếu. Phim bấm máy trong thời gian tới tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Ninh Bình, Lào Cai và dự kiến ra rạp từ ngày 18 tháng 12. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.